Xin chào các bạn đã đến với kênh dạy đàn online của tôi. Và hôm nay tôi sẽ hướng dẫn bài mùa xuân đầu tiên. Xin lỗi, bài tình ca mùa xuân. Bài này là một bài điệu van. Như chúng ta đã biết ấy, chúng ta rất ít biết những bài điệu van. Thực ra những bài điệu van nó rất là hay. Và bài này thì nó là hai giọng. Giọng đầu đoạn đầu tiên nó là xoan thứ, đoạn sau là xoan trưởng. Bạn nào mà chưa biết điệu van là gì thì chúng ta có thể kéo xuống phần mô tả kênh video thì tôi sẽ để link cái đánh điệu van đấy, hoặc là chúng ta chưa biết thì những cái kỹ thuật trong bài tôi nói chưa biết thì chúng ta có thể liên hệ với tôi qua số điện thoại trên màn hình, hoặc là qua website, qua Facebook thì nó có nhiều kênh. Thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn bài này với có mức độ cả người đơn giản, người mới học cũng có thể đánh được, hoặc người chưa học lâu cũng có thể đánh được. Thì ở đây ấy, cái intro thực ra là chúng ta cũng chưa lên quan trọng cái intro lắm, nhưng chúng ta cũng làm một cái intro cho nó hay hay một chút, đúng không ạ? Thì ví dụ tôi sẽ hướng dẫn các bạn là một intro của điệu van. Xoan thứ này nó chỉ ba thôi thôi, bi giáo trưởng này, đô thứ này và rê hết nhá. Chúng ta ghi lại, bạn nào mà chưa biết nó là cái gì ấy thì tí nữa tôi sẽ nói, cứ ghi nó vào nhé. Không biết viết chữ son thứ như nào thì viết chữ son thứ ấy đó. Còn tí nó là cái gì thì tí nữa tôi sẽ giải thích, cứ ghi đã, cứ cách ghi là ghi trước lại nhé. Son thứ này, mi giáng trưởng này, mi giáng major đấy, đô thứ này, đô thứ là đô mi son đấy nhá, và rê nhá, rê trưởng. Vâng, khi chúng ta đánh này, cái đánh nhá, nó là 1 2 3 này, đó. tay trái à, tay phải chứ nhá, xoan thứ này, phát đầu tiên thôi này. Được chưa? Thấy không? Cái này chúng ta sẽ đánh làm hai lần nhé. Ví dụ này, tôi sẽ đánh cái đơn giản, các bạn đã biết rồi thì nhìn cái biết đánh ngay nhé. Ví dụ biết rồi, đánh cái biết rồi này. Đấy. Các bạn nào chưa biết thì đánh như này. Thấy chưa? Hai lần nhé, làm lại này.
Tiếp theo này, cái câu thứ ba nó sẽ như nào? Câu thứ ba chúng ta sẽ đánh nhé, là hai nốt si giáng này, à hai nốt mi giáng này như thế nào? Đó, còn bạn nào biết đệm rồi thì chúng ta có thể xếp như thế nhé. Bạn nào mà biết những cái này rồi thì chúng ta đánh như vậy. Tiếp theo này, cái tay tay phải giữ nguyên, tay phải không chạy đâu cả. Đây nó thành đến si giáng major này, à, mi giáng major này, nhìn thấy chưa? Bạn nào không biết đánh thì chúng ta chỉ cần đánh một phát ở đầu tiên thôi nhá. Đây này. Đó, còn cách đánh cao siêu hơn tí này. Đó, thế là chúng ta xong 4 câu rồi. Đúng không? Câu 1, câu 2 giống nhau, câu 3, câu 4 giống nhau nhá. Bây giờ tôi sẽ đánh lại từ đầu rất chậm này. Thấy chưa? Đấy, nó là như thế. Tiếp theo nha. Cây phải nó khác, bây giờ nó biến đổi này. Thấy chưa? Khác này, nó sang này, mi son đô son mi son nha, mi son đô son mi son đó, nó giải cũng như thế thôi, thấy chưa? Thì cái tay này nó là đô, nó vào nốt đô này, nha, tay trái vào đô này, đánh một nốt được nhé, các bạn không biết đánh các bạn đánh một nốt được, không phải đánh hai nốt đâu, bạn đã biết đánh thì đánh cả hai nốt. Còn bạn nào giải đánh cũng giải như này nhé. Đó. Bởi vì tại sao tôi không hướng dẫn kỹ cái này này? Bởi vì là các bạn, nếu mà các bạn đã không biết cái này thì các bạn học nó cũng không được đâu. Các bạn đã biết rồi thì mới học được. Đó, chúng ta bắt đầu nhá. Tôi nhắc lại một chút ở điệu van này nhé. Điệu van nó này 1,
2 3 1 2 3 thế thôi, 1 2 3 1 2 3 thế chưa, 1 2 3 1 đấy. Thì bạn nào chưa biết đánh cái này ấy, thì chúng ta cứ kéo ở dưới, phần mô tả tôi để nhé. Đơn giản này, mở nghe chân em mùa xuân nhìn trên màn hình rồi nhé, chúng ta chép cái hòa thành vừa nãy tôi đã hướng dẫn cho rồi đúng không, không có cái gì là gọi là phức tạp cả nhé. Đó, còn đoạn này bắt đầu rồi. Trong ánh mắt em cười có màu xanh khoai sân, nơi hậu phương xa nằm vững vàng bàn tay em. Mùa xuân về em ơi, cơn mưa hè hối hả. Mùa xuân về em ơi, năm mới đã bay về. Đoạn này này bắt đầu nó lên giọng sửa đúng không? Về và chúng mình yêu nhau đó. Thế nó vào, nó chuyển sang xoay trưởng nhé. Và chúng mình yêu nhau bắt đầu từ độ ấy, em đi vào sương mây khi trời còn hơi sương, và anh lại ra đi vui như ngày hồi. Mùa xuân biên giới số ngày ngang trời xa. Đấy thì nó rất đơn giản như thế thôi. Để chúng ta có thể là chúng ta nhìn ở hoa tay trên màn hình xong lại hết rồi nhá, rời xa bắt đầu tạo lại. Chậm, làm thế nào để chúng ta chậm chậm, 1 2 3 yêu quyết nào, đấy thế thôi, thế là đẹp được rồi. Còn những bạn nào có thể đánh tốt được rồi, chúng ta có thể chạy ngón vào nữa. Mùa xuân về em ơi, nắng mới đã bay về, và chúng mình yêu nhau bắt đầu từ đôi. Ví dụ như thế thì chúng ta có thể chạy ngón vào, chúng ta làm nó tốt hơn. Thì trong cái bài này nó thực ra nó không có cái gì cả. Để tôi sẽ tìm một số cái bài điệu, một số cái bài điệu van tiếp theo thì tôi sẽ hướng dẫn cho mọi người cái bài điệu van. Hoặc là ai mà biết thêm những bài điệu van nào đó thì chúng ta có thể là chúng ta comment bên dưới giúp tôi, để tôi biết thêm một số bài điệu van, chứ tôi cũng không biết nhiều bài. Để tôi có thể hướng dẫn cho mọi người là có thể tự tập được thì nó tốt hơn. Thì qua cái bài này thì tôi cũng mong là mọi người có thể là làm được và có thể đệm hát. Đôi khi nó chỉ đơn giản thôi, và nó đam mê, có đam mê thì chúng ta có thể làm được tất cả các thứ. Cứ bỏ thời gian, chúng ta cứ tập một tuần thôi, một bài. Nếu chúng ta thích bài này chúng ta tập một tuần. Hãy để lại những comment mà chúng ta cần ý kiến đóng góp, hay là chúng ta muốn hướng dẫn bài gì, hay là có ai mà thích hướng dẫn cover bài này nhé. Nếu mà hướng dẫn cover thì nó phải nhiều nhiều người. Cover là gì? Cover là ví dụ nhé. Có đánh giai điệu thì comment bên dưới thì tôi sẽ làm clip tôi hướng dẫn cách đánh giai điệu của bài này. Và các bạn cứ đăng hãy ấn cái nút đăng ký kênh ở dưới để theo dõi clip của tôi. Khi tôi đăng một clip mới lên thì nó sẽ hiện thông báo cho các bạn. Và xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào các bạn.